có hai cách đọc chứ không phải word and sign. Cô giáo cũng không thèm đính chính luôn, là mình hoang mang. Không có, tại vì không có nhìn thấy bình luận á, chứ còn vừa đọc thấy là bây giờ vừa làm video đính chính nè. Thật ra đối với cái bình luận này thì có ý đúng và có ý chưa đúng nha. Đúng là có hai cách đọc, nhưng mà cách đọc word thì vẫn cứ sai nha. Cách đọc đầu tiên là với cái phiên âm này, đây là hai cái phiên âm mà Quỳnh lấy trong từ điển Oxford. Rồi với giọng Anh nè, weren't. Còn Anh Mỹ là weren't. Tiếp tục mình kiểm tra với lại từ điển Anh Mỹ Merriam thì mình nhìn thấy là cái phiên âm ở đây nó cũng khá là giống với lại cái phiên âm của từ điển Oxford ha. Và cách đọc là weren't. Rồi tuy nhiên bên cạnh đó thì có thêm một cái phiên âm nữa, mà cái phiên âm này chính là cái cách đọc thứ hai theo như cái lời bình luận của bạn này nói đi mọi người. Tuy nhiên cái phiên âm này thì nó sẽ không phổ biến bằng cái phiên âm chính này. Và cái âm ơ đây nè mọi người, nó là cái âm ơ lười, cho nên mình đọc nó thành là Và khi mà chúng ta nối hai cái âm này lại thì nó sẽ thành là weren't. Vậy thì mình có thể thấy rõ ràng là trong các từ điển không có cái từ điển nào đọc thành là weren't hết ha. Rồi bây giờ cuối cùng là chúng ta sẽ đối chiếu thông qua một vài tình huống giao tiếp thực tế với giọng Anh trước nha. They weren't expecting it. Won't. Younger painters who weren't from Naples. Won't. About emails because they weren't invented. Won't. Rồi tiếp tục với anh Mỹ. Not that people weren't smiling. Weren't. These wells went dry when they weren't planting the rain. Won't. To do if it weren't for. Won't. Như vậy thì mình có thể thấy rằng là những cái tình huống này không có ai người ta đọc thành là weren't hết ha. Cho nên để tránh cái việc mà chúng ta nhìn vào cái phim này và đọc theo thành là weren't, thì mình nghĩ rằng là mình cứ học và đọc theo cái phim này thôi là cũng đã ổn rồi nha mọi người.